Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Miss My English, học tiếng Anh từ số 0 đến B1 quốc tế. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một bài chữa phần đọc phần số 2. Hôm nay là bài số 4 rồi đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn đã luôn kiên trì và chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi các video tiếp theo để chúng ta sẽ luyện phần đọc thật là tốt. Thì khi mà các bạn đi thi thì điểm đọc sẽ là một trong số những điểm rất là cao của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và 5 người này thì đều muốn watch something on television, là gì ạ? Là xem cái gì đó trên TV. Thì mỗi người sẽ có những yêu cầu khác nhau và chúng ta sẽ có 8 chương trình TV khác nhau. Các bạn sẽ xem là gì ạ? Chương trình nào thì sẽ phù hợp với ai, đúng không? Rồi chúng ta bắt đầu với lại người đầu tiên. Người số 6. Bạn này thì phải trông em gái, đúng không ạ? Cho nên là ở đây chúng ta sẽ có 2 người, đúng không? Là gì ạ? Jeff and his younger sister, đúng không? Và xem vào buổi tối. They're both very keen on animals. Đấy, tiêu chí thứ nhất mà các bạn phải nhớ đó chính là animals. And would like to watch a program that shows people taking care of various different creatures. Ở đây đó chính là gì ạ? Thứ nhất là chương trình đấy phải có động vật này. Thứ hai là gì ạ? Là thích xem cái chương trình mà có người chăm sóc các cái loài động vật khác nhau, đúng không ạ? Đấy, nhiều loài động vật khác nhau. Đó. Đây chúng ta thấy là chỉ có gì ạ? 2 tiêu chí thôi, cho nên là gì ạ? Rất là dễ để tìm này. Đó, số 6 thì các bạn có thể bỏ qua A nhá. Bắt đầu đọc từ B này. This much loved animal stories. Các bạn thấy là trong yêu cầu có từ animal ở đây cũng có animal. Thế thì gì ạ? Theo kinh nghiệm của mình là gì ạ? Thường là đáp án này chắc là không chọn. Đó, cho nó đọc kỹ này. Là gì ạ? This much loved animal stories was based on the childhood of Arthur Green, their creator. Tức là gì ạ? Là cái câu chuyện rất là được yêu thích về gì ạ? Động vật thì được dựa trên tuổi thơ của gì ạ? Của Arthur Green là gì ạ? Là người sáng tạo ra cái chương trình này. They are set in a in quiet woodland, well away from busy city life là gì ạ? Đấy, là ở trong woodland, các bạn có thể hiểu là gì ạ? Là ở trong khu rừng, đúng không ạ? Đó, được viết lần đầu tiên năm 1850. Ngày nay thì gì ạ? The dancers of the National Ballet breathed new life into them. Tức là gì ạ? Ngày nay thì những cái người khiêu vũ, những cái người nhảy là gì ạ? Của cái National Ballet là gì ạ? Là đội ballet quốc gia thì gì ạ? Mang đến cho nó một hơi thở mới. Ok, các bạn thấy là gì ạ? Showing the typical characteristic of the animals. Đấy, chúng ta thấy là gì ạ? Là có các cái đặc điểm của động vật. Đấy. Dance fans and animal lovers alike will appreciate the performances. Ở đây các bạn thấy là gì ạ? Không có người chăm sóc cho động vật, đúng không ạ? Người ta chỉ nói về animals thôi. Câu B này không chọn. Câu C. Flying doctor. Ở đây các bạn thấy là gì ạ? Là flying doctor là gì ạ? Là liên quan đến bác sĩ. Thì mình sẽ đọc lướt xem là có phù hợp không nhé. Là gì ạ? The stars of this 30-year-old series. Tức là chương trình này ấy, là nó 30 năm tuổi rồi. Are the fearless medical men and women who still fly to the most distant parts of Australia to help people working. Các bạn thấy có gì ạ? Chúng ta có animals không ạ? Chúng ta không thể có animals nên là gì ạ? Có thể loại để đọc tiếp. Viewer was shocked and amused by this picture of life at a modern New Zealand high school, filmed in the style of documentary, actual inner city school star, some of the faces, main roles, funny. Các bạn không hề thấy animals thì đọc tiếp. E này, well researched and watchable documentary uses gì đó. Các bạn có thấy gì ạ? Có thấy animals không ạ? Không có thì loại. Tiếp này, Bruce Smith and his assistant may look like typical Australian surfer. Là gì ạ? Trông có vẻ giống, đúng không ạ? Bruce Smith và những người trợ lý của anh ta thì trông có vẻ giống như là những gì ạ? Những cái người lướt sóng ở Australia, đúng không? Nhưng mà họ lại không dành tất cả thời gian của họ ở trên bãi biển nổi tiếng. Bởi vì they are the local veterinary. Là gì ạ? Cái này nó chính là gì ạ? Là bác sĩ thú y. Đấy, chúng ta có từ veterinary team này nó chính là gì ạ? Là bác sĩ thú y. Cho nên là cái này nó chính là people take care of animals, đúng không ạ? Rồi tiếp theo này, their patients include pets, farm animals and even a penguin with a bad leg. Đó, chúng ta thấy là gì ạ? Là có các con thú cưng này, động vật ở trong trang trại này và gì ạ? Có thể thậm chí là chim cánh cụt, đúng không? With a bad leg là gì ạ? Với cái chân gì ạ?
chắc là cái chân bị thương đấy, đúng không? Thế là chúng ta thấy có animal rồi và có người chăm sóc animal rồi đúng không? Đó, cho nên câu 6 các bạn sẽ chọn F, đúng không ạ? Viewers of all ages, đúng không ạ? Những người xem thì mọi lứa tuổi will enjoy this animal hospital by the sea, đúng không? Đấy, đáp án này thì cũng có từ animal nhưng mà các bạn thấy là gì ạ? Là chúng ta sẽ có các cái từ đồng nghĩa với nó, đó chính là gì ạ? Là pets from animals, vậy penguin, đúng không ạ? Penguin, đúng không? Đấy, và người chăm sóc ở đây chúng ta có từ gì ạ? Local veterinary team, đúng không? Câu 6 sẽ chọn F. Ok, đây câu 6 chọn F này. Đấy, cái này chúng ta vừa nói rồi, thì bây giờ mình ghi lại một cách rõ ràng để cho các bạn theo dõi thôi, đúng không ạ? Đó, số 6 chọn F. Tiếp theo là gì ạ? Là số 7 này. Relax watching a drama set, đúng không? Đấy, là gì ạ? Muốn xem drama in a time when life was less stressful. Ok, khi mà gì ạ? When life was less stressful, là gì ạ? Khi mà cuộc sống thì gì ạ? Thì không căng thẳng, tức là gì ạ? Vào những ngày yên bình đấy, đúng không? She would like to see something that is based on real life experience. Đó, real life experience. Thế là mình có 3 tiêu chí đúng không ạ? Thứ nhất là drama, thứ hai là gì ạ? Life was less stressful và thứ ba là gì ạ? Real life experience, tức là gì ạ? Có những trải nghiệm thực tế. Trải nghiệm thực tế. Thế thì trong bài ấy, là chúng ta sẽ tìm xem là gì ạ? Là real life experience nó sẽ được mô tả như thế nào, đúng không ạ? Rồi chúng ta bắt đầu đọc cái A này. Cái này thì được đặt bối cảnh vào một cái bệnh viện thế kỷ thứ 20, đúng không ạ? There are no medical storylines in this popular series. Tức là gì ạ? Không có các cái câu chuyện liên quan đến medical, liên quan đến y ở trong gì ạ? Trong cái series này. Action comes from the twists and turns into the personal lines. Là gì ạ? Nó đến từ cái cuộc sống cá nhân của gì ạ? Main character, của nhân vật chính, who frequently find themselves in the most absurd and unbelievable situation. Filmed in front of a live studio. Các bạn thấy là live studio rồi. Thế thì không phải là real. Không phải real rồi đúng không ạ? Audience introduce a range of talented new actors. Không phải. B. Cái này là gì ạ? Cái này liên quan đến animals. Đúng không ạ? Đấy, rồi thì có gì ạ? Có các dancer này. Vũ công này. Đúng không ạ? Đó. Dance fans, animal lover. Không phải. Đúng không? Tiếp theo đó là gì ạ? The stars of this 30-year-old series and the fearless medical men and women still fly to the most distant parts. Là gì ạ? Là bay đến cái nơi xa nhất của Australia để giúp những người làm việc ở những cái khu vực cô đơn này. Đơn độc đấy đúng không ạ? The storyline includes lots of action and high adventure set against the wide empty spaces of central Australia. Cái này là gì ạ? Là nó phải phù hợp với những người mà muốn xem cái gì đó Australia và gì ạ? Nó được set ở đâu ạ? Against the wide empty spaces, tức là gì ạ? Nó trái lại với lại những cái không gian rộng lớn trống trải của vùng miền Trung Australia. Đó, thì cái này vẫn chưa đúng, đúng không ạ? Cái D là gì ạ? Người xem thì sẽ shock và amused, okay, là gì ạ? Được giải trí bởi những cái bức tranh cuộc sống apply ở modern New Zealand high school, okay, là một trường cấp 3. Đúng ạ? It is filmed in the style of documentary, in an actual inner city school. Đấy, nó được quay như là kiểu của phim tài liệu ở trong một cái trường thực tế ở trong thành phố. And stars some very familiar faces in the main roles. The show is extremely funny and some scenes will make you laugh until cry. Cái này nó sẽ phù hợp với những người mà thích cái gì đó hài hước cơ, đúng không ạ? Câu này không phải. Câu E này là gì ạ? Documentary, đây là phim tài liệu, đúng không ạ? Là phim tài liệu. Nó có liên quan đến bác sĩ, đến bệnh viện này, đúng không ạ? Cuộc sống khó khăn. Trong khi mà gì ạ? Cái người số 7 của chúng ta thì thích xem một cái gì đó khi mà cuộc sống nó ít căng thẳng, tức là nó yên bình đấy, đúng không ạ? Thế thì cái E này vẫn không phải. G. Mid-19th century life. Đấy, các bạn thấy là gì ạ? Cuộc sống vào gì ạ? Giữa thế kỷ thứ 19 thông qua con mắt của Laura Thomas. As described in her autobiography. Cái này nó chính là gì ạ? Trong cuốn hồi ký, trong cuốn tự truyện của cô ấy. Thế thì khi mà người ta viết hồi ký tự truyện thì nó chính là gì ạ? Là real life experience, đúng không ạ? Đấy là gì ạ? Là những trải nghiệm thực tế. She leaves her tiny village to work in the post office of the nearby town. This film which gives a reliable picture of town and country life from a more peaceful age. Các bạn khuyên tròn vào chỗ này chính là gì ạ? Là more peaceful age.
đúng không? Là vào cái thời kỳ mà yên bình, it's gently amusing but also sad at times, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn đọc lại một lần nữa, nhưng chúng ta chưa nhớ là gì ạ? Yêu cầu là gì nhá? Là người số 8 rồi đúng không? Là số 7 đúng không ạ? Relax watching a drama set in a time when life was less stressful. Đó, là gì ạ? Là drama, đúng không? Nhưng mà gì ạ? Khi mà cuộc sống nó không hề căng thẳng, tức là gì ạ? Nó sẽ bằng với từ peaceful, đúng không? Và tiếp theo là nó dựa trên real life experience, dựa trên trải nghiệm thực tế. Thì câu này là hồi ký, là tự truyện, cho nên nó sẽ là trải nghiệm thực tế. Câu 8, sorry, câu 7 các bạn sẽ chọn đáp án G, đúng không ạ? Câu 7 là chọn G. Đây, watching a drama set in the time when life was less stressful thì chính là a reliable picture, là một bức tranh đáng tin cậy về cái thị trấn và cuộc sống ở miền quê từ gì ạ? Từ một cái thời kỳ yên bình, đúng không ạ? Tiếp theo là based on real life experience thì nó chính là gì ạ? Là cuộc sống vào giữa thế kỷ thứ 19 này, thông qua con mắt của Laura Thomas và gì ạ? Và nó được mô tả ở trong cuốn hồi ký của cô ấy, đúng không ạ? Cô phải chọn G. Ok, tiếp nào. Cái số 8, chúng ta đọc nhanh này. Program set in Australia, tức là gì ạ? Chương trình này là phải ở, đúng không ạ? Đặt bối cảnh ở Australia. Because he plans to travel there soon, bởi vì anh ta muốn đến đó. He prefers drama to comedy, tức là anh ta thích the drama hơn là comedy. Thế thì drama, tiếng Việt của chúng ta cũng dùng cái từ này luôn, thì nó có nghĩa là gì ạ? Nó sẽ có rất là nhiều những cái hành động, những cái biến động, những cái bất ngoặt ở trong cái bộ phim đó và mang lại cái rất là nhiều cảm xúc cho người xem, thì nó chính là drama, đúng không ạ? Còn comedy thì nó là gì ạ? Là phim hài. Thế thì ở đây là gì ạ? Nó là phim hài các bạn loại. I like shows that are exciting and fast moving, là gì ạ? Anh ta thích những cái chương trình mà nó đầy lý thú và gì ạ? Là di chuyển nhanh, đúng không ạ? Fast moving là nó nhanh, đúng không ạ? Đó. Đây các bạn, tóm lại thì chúng ta có các tiêu chí. Thứ nhất là bối cảnh Australia này. Thứ hai là nó phải là drama. Và thứ ba là nó phải đầy lý thú và nhanh, đúng không ạ? Rồi thì nãy giờ chúng ta đọc được một cái, nó chính là Australia, nó chính là cái C, đúng không ạ? Đây các bạn thấy là gì ạ? Là gì ạ? Cái chương trình 30 năm tuổi này thì là gì ạ? Là có men and women, là những người đàn ông và phụ nữ, và gì ạ? Về ngành y, và gì ạ? Fearless là gì ạ? Là không sợ, đúng không? Không hề sợ hãi. Gì ạ? Fly to the most distant parts of Australia, đúng không ạ? Bay đến cái vùng xa nhất của Australia để giúp những người làm việc ở đó. Rồi thì gì ạ? The storyline include lots of action. Các bạn thấy lots of action là rất là nhiều hành động này. And high adventure là gì ạ? Là rất là phiêu lưu mạo hiểm này, đúng không? Nó trái ngược hẳn so với cái gì ạ? Những cái không gian trống trải rộng lớn của gì ạ? Miền Trung Australia. Đó. Thế thì nó khớp với lại cái C này, đúng không ạ? Cho nên là câu 8 các bạn sẽ chọn C, là mình liệt kê ở đây này. Like a program set in Australia that set against the wide empty spaces of central Australia. Đó. Tiếp theo là bạn thích drama, đúng không ạ? Bạn thích drama thì nó sẽ là gì ạ? Là 30 year old series. Nếu chúng ta chưa biết từ series thì các bạn có thể tra nghĩa Anh của từ series nha. Nó sẽ đồng nghĩa với lại drama, đúng không ạ? Drama. Exciting and fast moving shows thì nó chính là lots of action and high adventure, đúng không ạ? Ok, câu 8 có thể chọn C. Câu 9 này. Enjoy comedies, especially ones where the action takes place in a real environment. Đấy, các bạn thấy là gì ạ? Thứ nhất là tiêu chí là phim hài. Thứ hai là gì ạ? Là ở môi trường thực tế. Thứ ba là gì ạ? Have some well-known actor, là gì ạ? Thích xem những diễn viên nổi tiếng, đúng không ạ? Những diễn viên nam nổi tiếng, đúng không ạ? Thế mình có 3 cái. Thứ nhất là phim hài, thứ hai là gì ạ? Môi trường thực tế, và thứ ba là diễn viên nổi tiếng, đúng không ạ? Thế thì trong bài nó sẽ không có từ well-known đâu. Chúng ta sẽ tìm những từ khác tương tự với nó, đúng không ạ? Đó. Thì ở đây các bạn có thể đọc lướt lại các cái đoạn vừa xong mà chúng ta chưa chọn này. Ví dụ như là A, là gì ạ? Đấy, cái này ở trong thể bệnh viện thế kỷ thứ 20 này. No medical storylines, ok, là gì ạ? Không có những câu chuyện về y tế, mà là gì ạ? Nó đến từ những cái bước ngoặt, twist, đúng không ạ? Okay, những cái bước ngoặt và gì ạ? Những cái bước chuyển ở trong cuộc sống cá nhân của nhân vật chính. Đó, các bạn thấy ở đây có gì ạ? Cái này nó có diễn viên nổi tiếng không ạ? Không có thì loại, đúng không ạ? B chưa đúng. A chưa đúng. Câu B này, câu B cũng tương tự như thế, các bạn có thấy diễn viên nổi tiếng không ạ? Đây, cái này là liên quan đến animals, cái này là toàn động vật thôi, đúng không ạ? Đấy, cái này không phải. C để chọn rồi, D này. Viewer was shocked and amused by this picture of life at a modern New Zealand high school. Đó.
là các bạn có từ amuse là giải trí này, cái này nó cũng tương tự mà lại từ funny đó. Tiếp theo là film in the style of a documentary là gì ạ? Nó sẽ được mô tả, sẽ được quay phim ở trong cái style của phim tài liệu đúng không ạ? In the actual, in the city school. Cái này nó sẽ khớp với lại cái real environment đúng không ạ? Tức là nó xảy ra ở một cái môi trường thực tế, thì ở đây nó chính là một cái ngôi trường thực tế đúng không ạ? And stars đúng không ạ? Stars, some very familiar faces là những gương mặt thân quen in the main roles đúng không ạ? Đấy, là dạng là có các ngôi sao là những gương mặt thân quen trong nhận nhân vật chính. Thế thì cái này nó sẽ đáp ứng được đúng không? Đấy, thì comedy tiếp theo là chúng ta có cái extremely funny, đấy, nó cực kỳ là hài hước. And something will make you laugh until you cry. Một số cảnh để làm cho bạn cười cho đến khi bạn khóc. Đó, thế là gì ạ? Cái này là khớp với comedy này. Cái real environment thì nó chính là gì ạ? An actual inner city school, đúng không? Và gì ạ? Well-known actor thì nó chính là star some very familiar faces in the main roles, đúng không ạ? Câu này các bạn chọn D, đúng không ạ? Thì đây mình thống kê ở đây, đó. Đúng không? Nhắc lại những cái mà chúng ta vừa nói, đúng không ạ? Enjoy comedies. Chúng ta phải hiểu comedy là gì, nên là các bạn cần có từ vựng liên quan đến các cái chương trình trên TV, đúng không ạ? Đấy, và đặc điểm của nó, ví dụ như comedy thì nó sẽ là funny, đúng không ạ? Laugh, đúng không? Tiếp theo là gì ạ? Real environment, có nghĩa là gì? Nó chính là gì ạ? Môi trường thực tế. Thực tế thì đây chúng ta có từ actual, nó bằng cái từ real. Và gì ạ? Well-known actor thì có từ stars này, familiar faces, đúng không ạ? Đó, thì câu 9 này các bạn sẽ chọn đáp án D. Còn lại một cái thôi là câu số 10. Studying medicine, bạn này đang học y. À, có mấy cái đáp án mà đang nói về y đấy, chúng ta sẽ cân nhắc. Tiếp theo là gì ạ? Muốn xem một cái gì ạ? Entertaining program, là gì ạ? Một chương trình giải trí. That will also give her reliable information about history of her profession. Chương trình giải trí nhưng mà lại có thể cung cấp cho cô ấy những thông tin đáng tin cậy về lịch sử của họ. Cái gì ạ? Nghề nghiệp của cô ấy, tức là gì ạ? Lịch sử của ngành y, đúng không ạ? Tổng thể chúng ta có mấy cái mà đều nói về hospital các thứ đấy. Ví dụ A này, các bạn xem là gì ạ? Là chương trình này có giải trí hay không, đúng không ạ? Nó có thông tin đáng tin cậy về nghề, về lịch sử của ngành y không, đúng không? Đấy, chúng ta xem có lịch sử ngành y không ạ? Đấy, cái này là gì ạ? Được đặt bối cảnh ở trong bệnh viện nhưng mà nó lại chẳng có câu chuyện gì liên quan đến y tế, thế thì không phải rồi, đúng không ạ? Cái B thì là gọi là animal đấy, không phải đúng không? Nên là các bạn đọc tiếp các cái đoạn văn khác đúng không? This well-researched and watchable documentary uses series patient notes. Ở đây các bạn thấy là gì ạ? Là chúng ta có từ watchable nhé. Đây là một cái phim tài liệu nhưng mà watchable có nghĩa là gì ạ? Là nó mang tính giải trí đấy. Ok. Đấy, nếu các bạn chưa biết từ này thì chúng ta học từ này. Watchable là mang tính giải trí này. Tiếp theo là nó có gì ạ? Patient notes là gì ạ? Có ghi chú của bệnh nhân này và gì ạ? Và có hospital records tức là gì ạ? Là có những cái đoạn quay phim ở trong bệnh viện này, đúng không? Thế thì cái này có đáng tin cậy không? Rồi đọc tiếp. The actor recreate the often difficult lives and experiences of hardworking doctors and nurses over a hundred years ago là gì ạ? Là diễn viên ạ, thì tái hiện lại cái cuộc sống khó khăn và những cái trải nghiệm của những bác sĩ và y tá chăm chỉ hơn 100 năm trước. Đó, thì cái này nó chính là history of medicine, đúng không ạ? Nó chính là lịch sử của ngành cô ấy học, thì ngành cô ấy học chính là medicine. Đấy, whose patients were the poorest members of society, đúng không ạ? Tức là gì ạ? Là những cái bệnh nhân của họ, những cái bác sĩ này ấy, thì là những cái người mà nghèo nhất ở trong xã hội, đúng không? Đó, thì câu mời các bạn sẽ chọn E. Đây, thì chúng ta có ghi lại là gì ạ? Là đang học về y này. Đó, thì nó sẽ liên quan đến gì ạ? The actor create the often difficult life experiences of hardworking doctors and nurses. Đúng không ạ? Đấy, nghề nghiệp cô ấy nó chính là doctor hoặc là gì ạ? Nurses, đúng không? Lịch sử thì nó chính là over 100 years ago. Đúng không ạ? Đấy, rồi thì reliable information thì nó chính là gì ạ? Uses series patient notes, hospital records. Đúng không? Còn entertaining thì chúng ta có từ watchable. Watchable chúng ta có thể tra từ điển Anh nhé, các bạn sẽ thấy là nó có từ interesting, đúng không? Watchable nó chính là những cái chương trình mà interesting, fun or pleasant to watch, đó là những chương trình thú vị, gì ạ? Vui vẻ và gì ạ? Dễ chịu, đúng không? Đấy, thì watchable nó sẽ đáp ứng cái tiêu chí là entertaining program, được chưa ạ? Rồi thì đấy là gì ạ? Câu 10 các bạn chọn E này, câu 9 chọn D, câu 8 chọn C, câu 7 chọn G và câu 6 chọn F, được chưa ạ?
Đấy, tại sao chọn đáp án này thì mình đã nói rõ rồi. Các bạn hãy đọc các cái phương án gây nhiễu và các bạn là phải luôn giải thích được là tại sao mình lại không chọn đáp án đấy nhá. Ok, đó, video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ bài số 4 ở trong chuỗi series các cái bài chữa phần đọc số 2, đúng không ạ? Các bạn hãy tiếp tục chờ đón các video tiếp theo. Hãy like video, hãy đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ video nào nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn.